Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 nội dung chính sau đây. 1. 5 cách giải độc gan tức thì ai cũng cần ghi nhớ để bảo vệ gan hiệu quả. 2. Đắp gừng vào rón, nhận ngay 5 lợi ích kỳ diệu cho sức khỏe. Và 3. Cụ bà thọ 100 tuổi, không bệnh tật nhờ thường xuyên ăn bộ phận này trên con lợn. Ngay sau đây, mời các bạn theo dõi nội dung đầu tiên. 5 cách giải độc gan tức thì ai cũng cần ghi nhớ để bảo vệ gan hiệu quả. Việc lựa chọn thực phẩm sạch, kiêng bia rượu, thuốc lá, nghỉ ngơi hợp lý là rất cần thiết. Tuy nhiên vẫn còn những thói quen âm thầm gây hại cho gan, khiến gan suy yếu, tích tụ độc tố và làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này, bạn cần có cách giải độc gan tức thì. Hãy ghi nhớ 5 cách sau đây. Cách 1. Uống nước lọc. Nước chiếm 70-80% cơ thể con người. Không có nước, con người sẽ không thể khỏe mạnh. Các bộ phận trong cơ thể, trong đó có gan, không thể vận hành một cách trơn tru. Nếu không cung cấp đủ nước, gan sẽ không thể thực hiện chức năng giải độc hiệu quả. Khi uống bia rượu, hút thuốc lá, độc tố tích lũy tăng dần trong các cơ quan như gan, thận. Vì vậy, bổ sung đủ nước sẽ giúp nhanh chóng tống khứ hết các chất thải, chất độc đó ra khỏi cơ thể. Như vậy, sẽ giảm bớt tác hại lên gan do độc tố tích tụ. Cách 2. Uống nước củ dền. Củ dền có hàm lượng cao chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, thủ phạm phá hủy tế bào, mô, các tổ chức của cơ thể, trong đó có gan. Loại củ này có sắc tố màu beta-cyanin, giúp gan giải độc bằng cách nhanh chóng loại bỏ các loại độc tố và chống lại sự hình thành lượng mỡ dư thừa khi đã làm tổn hại gan. Bạn hãy sử dụng 1 ly nước ép củ dền để đáp ứng thời gian cho lá gan của mình. Nước ép sẽ giữ được dưỡng chất có trong củ dền và tối ưu hiệu quả thải độc gan mà nó mang lại. Cách 3. Uống sắn dây. Sắn dây là loại thức uống rất tốt giúp thải độc gan, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng rượu bia. Chúng có chứa hàm lượng saponin và isoflavone rất cao, có thể phân hủy độc tố của rượu bia, đồng thời thúc đẩy sự trao đổi chất và bài tiết còn trong máu, giảm thiểu sự nguy hại của rượu với gan. Bột sắn dây sử dụng ở dạng nửa sống nửa chín là tốt nhất. Đầu tiên, bạn hòa tan bột sắn với nước nguội, sau đó từ từ thêm nước nóng, vừa thêm vừa khuấy đều. Uống một cốc bột sắn dây sau khi uống rượu, thức khuya sẽ giúp bảo vệ gan của bạn tốt hơn trước nguy cơ nhiễm độc. Cách thứ tư, dùng tỏi. Tỏi vừa là một loại gia vị, vừa có chức năng bảo vệ sức khỏe rất tốt. Tỏi là gia vị được khuyên dùng mỗi ngày, giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, đề kháng, điều hòa huyết áp, tim mạch. Đặc biệt trong tỏi có chất làm sạch allicin và selen, có tác dụng làm sạch gan, đồng thời còn có tác dụng kích hoạt, phục hồi các enzyme trong gan và giải độc gan hiệu quả. Có rất nhiều cách sử dụng tỏi. Đơn giản nhất là ăn sống 2-3 tép tỏi tươi hoặc tỏi đen. Ngoài ra bạn còn có thể ngâm tỏi với mật ong, sau đó pha cùng nước ấm để giúp mang lại rất nhiều công hiệu tốt. Cách 5. Sử dụng nghệ. Nghệ vốn thường được biết đến với công dụng phòng và chữa bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, ức chế muộn, làm đẹp da. Những năm gần đây, các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh tinh chất curcumin có trong củ nghệ còn có công dụng giải độc gan, thanh lọc cơ bắp và bảo vệ sức khỏe. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người thường xuyên sử dụng rượu bia. Curcumin trong nghệ vàng ngăn chặn phản ứng còn thành độc tố acetaldehyde, đồng thời giúp phân hủy chất độc này để không làm hại đến cơ thể. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng tinh bột nghệ. Tránh sử dụng bột nghệ quá nhiều sẽ gây nóng và không tốt cho cơ thể.
Tinh bột nghệ có thể pha trực tiếp với nước ấm hoặc thêm chút mật ong, vừa tăng hương vị, vừa tăng thêm công hiệu tốt cho cơ thể. Đối với cơ thể mà nói, gan cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, quý vị và các bạn để có cách ăn uống sinh hoạt và nghỉ ngơi sao cho hợp lý để bảo vệ gan tối ưu và bảo vệ sức khỏe tổng thể nói chung. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 2. Đắp gừng vào rón, nhận ngay 5 lợi ích kỳ diệu cho sức khỏe. Gừng là một loại gia vị phổ biến trong căn bếp của mỗi gia đình nhờ có dược tính mạnh. Gừng không chỉ được sử dụng trong nấu nướng mà còn mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe theo những cách dùng khác nhau. Đơn giản, chỉ cần đắp vài lát gừng vào rón, bạn đã có thể nhận được những thay đổi tích cực cho sức khỏe. Tác dụng số 1. Phòng chống ung thư. Gừng rất giàu chất gingerol, có tác dụng chống ung thư mạnh, đặc biệt đối với ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Gừng có tác dụng ức chế rất tốt. Dùng gừng để đắp vào rón, tinh dầu gừng sẽ đi qua đường tiêu hóa để cơ thể khỏe mạnh hơn, miễn dịch tốt hơn, góp phần đạt được hiệu quả nhất định đối với việc phòng bệnh ung thư. Ngoài dùng gừng đắp vào rón, bạn cũng có thể duy trì thói quen uống đều đặn 1-2 cốc trà gừng mỗi ngày để có tác dụng thông xoang, long đờm, ngăn ngừa bệnh vặt. Tác dụng số 2. Giúp bạn ngủ ngon hơn. Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến chúng ta ngủ ít và khó ngủ hơn. Mất ngủ thực sự rất nguy hiểm. Nó có thể là nguyên nhân gây trầm cảm, rối loạn lo âu, stress, tim mạch và thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn có thể đặt một lát gừng mỏng lên rón. Mùi thơm và khí ấm của gừng sẽ đả thông kinh mạch, làm thư giãn cơ thể, kích thích các dây thần kinh và từ đó giúp họ đi vào giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn suốt đêm. Tác dụng số 3. Điều chỉnh chức năng tiêu hóa. Một số người có thói quen ăn uống kém khoa học như ăn quá no hay bỏ bữa, ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước uống có ga, thường xuyên ăn đồ cay, đồ chua. Về lâu dài, thói quen xấu này sẽ khiến chức năng đường ruột bị rối loạn, có thể dẫn đến viêm ruột. Lúc này bạn có thể đắp vài lát gừng lên rón trong một đêm ngủ. Tinh dầu gừng sẽ đi qua rón để đả thông kinh mạch, bổ dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột và giúp tiêu hóa tốt hơn. Cách này sẽ tránh táo bón, tiêu chảy, giúp ruột hoạt động trơn tru, điều trị các triệu chứng của viêm ruột. Tác dụng số 4. Giảm đau bụng kinh. Nhiều người phụ nữ có cơ địa lành, nhất là vào mùa đông trong thời kỳ kinh nguyệt, cơn đau bụng có thể bị gây ra do lạnh. Lúc này bạn có thể dùng gừng đắp lên rón, có tác dụng giúp cơ thể tiêu trừ cảm lạnh rất hiệu quả, đồng thời có tác dụng làm ấm tử cung, làm giảm cơn đau. Như vậy, nếu chị em bị đau bụng kinh thì có thể dùng gừng để đắp vào rón. Tác dụng số 5. Tránh say tàu xe. Say tàu xe, say sóng luôn là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Để giảm bớt cảm giác khó chịu, nhiều người uống thuốc chống say, nhưng đôi khi không có tác dụng như mong muốn. Cách đơn giản và hiệu quả hơn là đắp gừng lên rón, giúp cơ thể cải thiện tình trạng say tàu xe, say sóng hiệu quả hơn cả uống thuốc, lại không phải lo tác dụng phụ. Khi đắp gừng, bạn nên lưu ý, không nên đắp gừng khi có vết thương hở. Mỗi lần đắp chỉ nên sử dụng 1-2 lát mỏng để đắp vào rón. Người có tạng nóng hay lỡ miệng, táo bón không nên tiêu thụ gừng và các sản phẩm chứa gừng vì nó có thể gây ra tình trạng nặng nề hơn. Bằng cách dùng gừng rất đơn giản, bạn đã có được những lợi ích sức khỏe hết sức tuyệt vời. Hãy lưu ngay cách dùng này để sử dụng khi cần thiết. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. 3. Cụ bà thọ trăm tuổi không bệnh nhờ thường xuyên ăn bộ phận này trên con lợn. Bạn có tin rằng có những con người sống tuổi thọ trên trăm tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh như vâm, không mắc các bệnh mà những người lớn tuổi bình thường hay mắc? Thậm chí ngay cả những người này còn đều đặn lao động chân tay mỗi ngày, đêm thì ngủ một mạch đến sáng, quanh năm suốt tháng không bao giờ cần đến bệnh viện hay gặp bác sĩ. Đó là câu chuyện có thật của một cụ bà họ Tấn tại vùng núi Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Cụ Tống là một trong số những người già khỏe và sống rất thọ tại vùng này. Quanh năm không biết thuốc, ăn uống thì đạm bạc, thậm chí còn làm lụng vất vả. Do đâu mà cụ Tống cùng những người khác tại vùng này đều có tuổi thọ rất cao? Khi câu chuyện này được biết rộng rãi, thì các chuyên gia đã tìm hiểu về cách ăn uống hàng ngày của cụ và tìm ra bí quyết sống thọ đến từ một món ăn hết sức quen thuộc, đó chính là dạ dày lợn. Chuyện là kinh tế vùng nông thôn tự cung tự cấp, mọi người nuôi lợn chung đến ngày đến tháng thì thay nhau thịt để lấy đồ ăn tích trữ ăn dần. Tuy nhiên, món được yêu thích đặc biệt chính là dạ dày. Cụ Tống cùng những người hàng xóm của mình bình thường chia nhau nấu luôn, hầu như từng nào cũng ăn một món làm từ dạ dày lợn. Trách sao lại khỏe mạnh như vậy? Theo đông y, dạ dày lợn mang tính ấm, có tác dụng bổ chung châu tỳ vị, bổ khí, chữa bệnh lao, mệt, yếu, nóng trong người, kẻ tích trong dạ dày. Trẻ em nếu dùng món này đúng cách, còn giúp điều trị da mặt vàng, kiết lỵ. Món ăn này cũng giúp điều trị bệnh hen suyễn và tăng cảm giác thèm ăn. Trong quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, canh dạ dày lợn đặc biệt tốt cho cơ thể, đặc biệt là sức khỏe của người già. Khi đã biết được điều này rồi, các bạn hãy thường xuyên nấu món dạ dày để tăng cường bồi bổ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Theo sách y học cổ Bản Thảo Cương Mục của Trung Quốc, dạ dày lợn được các lương y thời đó đánh giá tốt ngang 10 vị thuốc. Trong thực phẩm này chứa thành phần có tác dụng bổ sung dạ dày và dưỡng khí, đặc biệt rất thích hợp cho người suy nhược và thể trạng yếu. Nhờ thường xuyên ăn món canh dạ dày, cụ Tống khỏe mạnh, miễn nhiễm bệnh tật. Đó là vì dạ dày có công dụng tăng cường hệ miễn dịch rất tốt. Dạ dày lợn có nhiều thành phần giúp bồi bổ và dưỡng khí, cho nên rất phù hợp để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, giúp cơ thể có năng lượng chống bệnh tật. Ăn món này điều độ đúng cách sẽ giúp tăng cường miễn dịch và chúng ta cũng sẽ giảm bệnh vặt hơn. Người già rất nên ăn canh dạ dày vì nó tốt cho dạ dày và đường ruột của chúng ta, trong khi sức khỏe đường ruột có quyết định đến 70% sức khỏe tổng thể. Trong đông y, dạ dày lợn có tính ấm nên giúp thúc đẩy quá trình hóa học và hấp thụ của dạ dày. Đồng thời món ăn này cũng cải thiện chức năng đường tiêu hóa, nâng cao khả năng bài tiết chất độc của cơ thể và giảm gánh nặng cho dạ dày. Trời lạnh như vùng núi Tứ Xuyên hay mùa đông ở miền Bắc thì bạn cần nên ăn món này để giữ ấm cho dạ dày. Ngoài ra, dạ dày đặc biệt tốt cho người lớn tuổi vì nó giúp bồi bổ khí huyết, làm ấm cơ thể tự nhiên. Nhờ đó mà hoạt động của các cơ quan trong cơ thể luôn diễn ra trơn tru, hiệu quả và ít gặp vấn đề. Quý vị và các bạn có thể thấy dạ dày là món ăn đại bổ cho sức khỏe. Tuy nhiên, để có được những công dụng quý giá mà chúng ta cũng cần lưu ý một số điều khi sử dụng dạ dày trong bữa ăn. Tuy có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không nên ăn dạ dày lợn hàng ngày. Trong dạ dày có chứa hàm lượng cholesterol tương đối, nếu ăn liên tục sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vậy nên hãy kiểm soát việc ăn dạ dày lợn, chỉ nên ăn mỗi tuần một bữa là hợp lý. Lưu ý thứ hai là về thời gian chế biến dạ dày. Dạ dày lợn là bộ phận tiêu hóa của con lợn, cho nên rất dễ bị nhiễm nhiều loại độc tố xâm nhập. Nếu sơ chế không sạch sẽ hoặc nấu chưa chín, chúng sẽ không bị nhiệt độ tiêu hủy và xâm nhập vào cơ thể. Vậy nên hãy nấu ít nhất 2 giờ đồng hồ để khử hết độc tố và mùi hôi, giúp món ăn bổ dưỡng hơn. Cuối cùng, nếu bạn là người cao huyết áp, người mắc bệnh tim, có lipid máu cao hoặc béo phì thì cũng không nên ăn dạ dày lợn, bởi việc làm này có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị bệnh. Chỉ cần lưu ý 3 điều trên và sử dụng dạ dày hợp lý, đúng cách, bạn có thể bổ sung dạ dày như một món ăn giúp tăng cường sức khỏe cho cả nhà. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết lại những chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.